Nữa. Không biết ai là tiếp mời anh. Chơi thì Hello, hello, mọi thú y xin chào tất cả các con nhé. Yeah, chúng ta đã quay lại livestream ngày hôm nay. Đây là phần 2 của buổi livestream ngày hôm nay. Chữa đề học kỳ 2 của quận Bắc Từ Liêm năm 2018-2019. Để, are you ready? Okay. Để phục vụ cho giữa kỳ 2 này, cho kỳ thi học kỳ 2 thì chúng ta phải ôn ngay từ bây giờ luôn thôi, đúng không? Chào Huỳnh Hiếu, chào con, chào Mai Thảo, chào Kim Ngân, chào Vũ Mai Phương, chào Kim Thoa. Chào tất cả các con nhé. Chào Nhã Uyên. Chào tất cả các con thân yêu của Mợ Thú Y. Rồi, hôm nay chúng ta cố gắng đạt được 200 mắt đi. 200 mắt. Đó, sau đó thì những bạn mà đang xem livestream của Mợ Thú Y thì sẽ được tặng ngay một bộ tài liệu luôn, bộ đề kiểm tra học kỳ 2 mà Mợ sẽ chữa trong các livestream nhá, được Mợ chữa trong livestream các buổi sau. Đó. Đấy, các con làm đề này sao lại còn được chữa này, đó đó là cái mà quan trọng nhất nhá, bởi vì là có rất nhiều bạn là luyện đề liên điên cuồng đó, cứ luyện đề thôi, một ngày luyện đến 3 đề nhưng không có người check, không có người chữa và cũng không có người chấm điểm. Vì vậy nên là nếu chúng ta mà đang có cái ý định là luyện đề điên cuồng như vậy thì nên dừng lại và xem lại là mình luyện như thế có được cái gì không, chỉ được số lượng á, không được, đúng không, phải là chất lượng. Vì vậy nên là nếu hôm nay mà livestream đặt 200 mắt xem thôi, 200 mắt xem và 200 share nhá, 200 mắt xem và 200 share này cho những bạn mà đã share livestream của Mợ Thú Y thì Mợ sẽ tặng bộ tài liệu mà bộ đề kiểm tra học kỳ 2 đó, để mà Mợ sẽ chữa trong các buổi livestream tiếp theo, sẽ được chữa nhá, sẽ được chữa rất cẩn thận và chi tiết trong các buổi livestream tiếp theo. Bây giờ hình như đã đang là 199 bạn rồi đúng không, 199 rồi đấy. Rồi, tác một bạn, cả các con tác một bạn học cùng tiến nhá. Thực ra đấy là cùng lùi thôi nhưng mà chúng ta cùng tiến. Đấy, tác một bạn cùng tiến vào để học cùng mình, hiểu chưa? Đấy, khi mà các con làm xong đề, các con đưa bài của mình cho bạn cùng tiến chữa. À không, gọi là gì? So sánh hai bài với nhau này, sau đó thì sẽ hóng livestream của Mợ Thú Y để xem chữa nhá. Đấy, rồi. Hôm nay thì chúng ta sẽ có gốc cây gì? Hôm nay Mợ vừa mới kể cho các bạn học sinh trên trường Mợ về sự tích của gốc cây sầu riêng. Nên hôm nay chúng ta sẽ có gốc cây sầu riêng. Đấy, những bạn nào mà không làm được bài này, những bạn nào mà không làm được bài thì xin mời ra gốc sầu riêng. Đấy, đập đầu vào đấy 10 cái. Này, gốc sầu riêng Mợ cũng chưa nhìn thấy bao giờ nhưng mà Mợ cứ vẽ tạm ra đây. Chắc nó cũng tầm như thế này thôi đúng không? Có cái lá này. Rồi, trước khi vào bài thì vẽ cái cây này đã. Đây, cuống này. Quả sầu riêng kiểu gì chả thế này, đúng không? Này, mở vẽ mà đẹp quá thì đừng có chụp lại ảnh xong rồi đưa đi thi nhá. Thành quán quân giải họa sĩ Việt Nam đấy. Nổi tiếng, có khi lại không đi dạy toán nữa đâu mà lại thành họa sĩ nổi tiếng đi. Đấy, quả sầu riêng này. Đấy, gốc sầu riêng. Có một truyền thuyết kể rằng là nếu mà các con đập đầu vào gốc sầu riêng này 10.000 cái thì tự nhiên sẽ trở thành Newton. Newton ở Việt Nam. Đúng không? Quả sầu riêng tự nhiên rơi bốc đầu con gà để trở thành Newton. Đấy. Rồi. Nha, hôm nay bạn nào không làm được bài thì không làm được bài là Mợ mời ra gốc sầu riêng ngay bây giờ đấy. Chưa? Rồi chúng ta đã sẵn sàng chưa? 238 bạn rồi này. Ui. Nhiều hơn nữa đi để cho hôm nay chúng ta quẩy luôn, đúng không? Mợ ghi 200 này thôi, 200 mắt này thôi. Nhưng mà nếu mà đến 300 và 400 thì, nếu mà đến 400 này, đấy, thì Mợ quẩy banh nóc nhà. Mợ bảnh. Đấy, bảnh. Quẩy luôn nha. Rồi ok, chúng ta bắt đầu vào chữa luôn nha. Các con nhìn này, các con này, các con nhìn bài đầu tiên chưa?
nhìn sơ qua trước khi nhận được đề, được chưa? Trước khi được sau khi được phát đề trong 5 phút đầu nhá, mợ dạy cho các con cái sự phân bố thời gian này. 5 phút đầu giờ sau khi phát đề. Đấy, 5 phút sau khi phát đề thì chúng ta làm gì? Đấy, có rất nhiều bạn bảo là ui, em chẳng làm được gì, chắc đâm đầu vào bài đầu tiên. Nhưng không phải. 5 phút đầu sau khi được phát đề thì các con nhìn lướt qua đề xem là có câu nào khó, câu nào dễ, câu nào mềm, mình nhìn phát làm được ngay. Thấy chưa? Thì các con nhìn này, bài 1 của chúng ta là về rút gọn đúng không? Là về câu rút gọn. Tính giá trị biểu thức A qua X. Đó. Thì mình làm được. Cái này là chỉ cần thay thôi. Đấy là lúc mà các con nghĩ trong đầu nhá. Là nhìn câu này, à cái câu này chỉ cần thay thôi. Rồi để đấy, đánh dấu một cái, làm được. Được chưa? Rồi tiếp theo là đến chứng minh rằng B bằng mà cái này, tức là mình đi rút gọn B thôi đúng không? Ghi vào đây. Rút gọn B này. Đấy. Như thế này là mình chắc chắn phải làm được, nên là mình tích một cái vào đây để lát nữa mình biết là mình làm trước, đúng không? Rồi tiếp theo đến câu C, nghe vẻ có vẻ nếu mà bạn nào mà chưa luyện bài của mợ thủ y là sẽ thấy câu này hơi hơi đặc biệt và hơi là không hơi hơi không trong những cái gì mà mình đang tưởng tượng, đúng không? Đấy, thì cái câu này dễ thôi. Nhưng mà nếu mà đối với những bạn nào mà không làm được câu này nhá, đã nhìn qua thoáng qua mà chưa biết làm như thế nào ấy, thì các con đánh dấu tích cho mợ một cái để biết là mình sẽ làm câu này sau. Đấy, làm hai câu này trước, làm câu này sau. Câu này cần phải suy nghĩ một chút thì mình đánh dấu tích một cái. Đấy. Rồi. Tiếp theo. Bài số 2 này. Bài số 2. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể không có nước. À, cái bài này là bài toán chung riêng. Đấy, nhìn thấy không? Hai vòi nước này, xong cùng chảy này. Đấy. Nhìn thế này thôi là đã thấy là giống bài toán chung riêng rồi. Chung riêng ghi ngay tên dạng ra đây, chung riêng. Đấy. Như vậy là mình bài này là có thể làm được. Vì vậy nên là mình đánh dấu tích một cái vào đây. Chưa? Như vậy là mình có câu này là làm được rồi. Chưa? Và tương tự các câu bên dưới nhá. Các câu bên dưới mình cũng làm, mình nhìn lướt qua trong 5 phút đấy để mình tích được các cái dấu này. Sau đó thì mình bắt đầu sau 5 phút khi mà cô giáo bắt đầu tính thời gian ấy là đâm đầu vào làm các câu có dấu tích trước cho mợ túi y, nhớ chưa? Những cái câu nào mà đánh dấu nhân như thế này là mình sẽ nháp ra nháp nhiều hơn và suy nghĩ nhiều hơn tí tí, đúng không? Còn những câu này là làm ngay vào giấy được đây này, thấy chưa? Rồi bây giờ mình sẽ làm câu A. Có bạn nào ra đáp án câu A chưa nhỉ? Có bạn nào ra đáp án câu A chưa? Rồi ok, mình ra câu A bằng bao nhiêu nhỉ? Câu A bằng bao nhiêu nhỉ? Hoàng Thanh. Chào Hoàng Thanh. Chào Ngân Nguyễn. Rồi chào Tiểu AK. Rồi, chào Khánh Huyền. Ok. Ui ra bằng 1 rồi á, ra bằng 1 rồi á. Rồi để mợ thử làm xem nhá, mợ thử làm cho chúng ta. Những bạn nào mà bây giờ mà vẫn chưa làm được phần rút gọn thì vào đây ngay nhá, vào đây ngay để học. Ok. Câu A của chúng ta là chỉ cần thay x vào A thôi. Bài 1 này. Câu A nhỏ. Đấy, chúng ta có A bằng 2 căn x trên căn x cộng 3. Nhớ ghi luôn cả điều kiện về đây, x lớn hơn hoặc bằng 0, x khác 4. Rồi, khi x bằng 9 thì đấy, các con chỉ cần thế này thôi là các thầy cô giáo cũng hiểu rồi nhá. Đấy, thì A của chúng ta sẽ bằng gì? Bây giờ mình sẽ thay trực tiếp x bằng 9 vào vào biểu thức A luôn. Thì các con có là 2 này, trời đã cho ta chỗ đứng thì ta phải đứng đúng chỗ đó đúng không nào? X bằng 9 thì 9 phải đứng đúng vào chỗ của x. Đấy. Như vậy thì mình sẽ có là 2 căn 9 trên này. Đấy, căn 9 cộng với 3. Được chưa? Rồi, và anh này sẽ bằng gì nhỉ? 2 căn 9 thì bằng bao nhiêu? 6 à? No. Căn 9 phải bằng 3, nhớ chưa? Căn 9 là bằng 3 nhân với 3 này. Đấy. Bên dưới là gì? Căn 9 là bằng 3. 3 cộng 3. Đấy, rồi 6 chia cho 6 thì bằng 1. Ấn máy tính cũng ra câu này.
Rồi, đến đây thì chúng ta kết luận nhé. Chưa? Đấy, đến chỗ này chúng ta kết luận này, kết luận. Kết luận A bằng 1 khi x bằng 9. Rồi, âm thanh ánh sáng đã rõ chưa hả các con? Âm thanh ánh sáng rõ chưa? Ok chưa? Cháu tưởng dấu cộng là dấu chia. No. Ok chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta chuyển đến câu B nhé. Câu B. Câu B của chúng ta đây. Ý B. Chứng minh. Câu B này. Chứng minh B, biểu thức B của chúng ta là bằng 1 trên căn x cộng 3. Hôm nay sẽ là khô máu với đề này luôn, đúng không? Hôm nay khô máu với đề này luôn luôn nhá. Đấy, tức là câu này là chúng ta đi rút gọn biểu thức B thôi nha, đi rút gọn biểu thức B. Đấy, thì bây giờ mình viết B bằng cái gì? B bằng này, chép đúng đề bài cho mợ thú y nhá. Chép, nhớ là chép đúng đề bài nhá. Bạn nào mà chép sai đề bài là toang đấy. Một lưu ý rất cần thiết đó là chép đúng đề. Đấy, cái này là rất lưu ý với các con này. Nhớ nhá, nhớ điều này. Rồi, bây giờ chúng ta đi chép đúng đề câu B. 2 trên căn x cộng 2. Rồi, trừ đi 6. Trừ căn x trên 4 trừ x. Rồi, đóng ngoặc nhân với căn x. Trừ 2 trên căn x cộng 3. Ok chưa? Rồi, người ta cho mình điều kiện xác định thì mình cũng viết luôn vào đây nhá. Mình cũng viết luôn vào đây. Là x lớn hơn hoặc bằng 0, x khác 4. Rồi, dạo gần đây thì là các đề thi hay là các... Đấy, dạo gần đây thì các đề thi hay là các cái đề kiểm tra của các con thì đều cho điều kiện xác định rồi. Đấy, nên là xu hướng bây giờ là chúng ta không cần phải tìm điều kiện xác định nữa. Nhưng mà trừ những bạn mà thi trắc nghiệm nhá. Đấy, những bạn mà thi trắc nghiệm là phải học phần điều kiện xác định rất là kỹ. Bởi vì các con sẽ thi đấy. Các con sẽ phải thi cái phần đó đó. Được chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến bước đầu tiên là mình đi quy đồng anh trong ngoặc, đúng không? Để ý là chúng ta thấy là 4 trừ x thì bằng bao nhiêu nhỉ? Đây, nhìn vào đây. Thấy 4 trừ x thì bằng gì? 4 trừ x thì sẽ bằng 2 bình phương trừ đi căn x tất cả bình phương, đúng không? Đúng không? Và cái này thì sẽ bằng là 2 trừ căn x nhân với căn x cộng 2. Các con để nguyên như thế này cũng được. Được chưa? Để nguyên như thế này cũng được nhá. Mình sẽ có là mẫu số chung của mình sẽ là căn x cộng 2 nhân với 2 trừ căn x nha. Đúng là mình phân tích cái anh này luôn. Đấy, thì anh đầu tiên của mình đang bị thiếu 2 trừ căn x, đúng không? Vì vậy nên là mình sẽ nhân tử của anh này với 2 trừ căn x. Mình có là 2 nhân với 2 trừ căn x. Ok, rồi. Anh này thì đầy đủ này, mẫu của anh ấy đầy đủ rồi này. Vì vậy nên là mình viết luôn anh này xuống. Nhưng nhớ cho mình, nhớ cho mợ thú y là cái này rồi chúng ta có ngoặc nhá. Phải có ngoặc vào nhá. Rồi, như vậy là mình có 6 trừ đi căn x. Được chưa? Đóng ngoặc. Ok, nhớ cho mợ là phải có cái dấu ngoặc ở đây. Được chưa? Rất nhiều bạn là không nhớ ngoặc. Mà có rất nhiều bạn là đến chỗ này là mình sẽ làm tắt đây. Mình đổi luôn dấu đây. Được chưa? Nhưng nhớ là cẩn thận, trong lúc thi mọi điều cũng có thể xảy ra với các con, được chưa? Có rất nhiều điều khiến các con phải ra gốc gốc cây sầu riêng ngay bây giờ đấy, cẩn thận nhá. Rồi, bây giờ là bỏ ngoặc được rồi. Khi mà chỉ còn một phân thức thôi thì chúng ta không cần cái ngoặc to này nữa. Đó là cái mẹo khi mà chúng ta trình bày, chưa? Có đấy, câu này chắc chắn là có trong thi vào 10 đấy, vì vậy nên phải học câu này thôi, chưa? Rồi, cái bên ngoài thì chúng ta vẫn để nguyên, không động chạm gì đến nó cả. Căn x cộng 3. Yes, được rồi. Bây giờ mình xử lý lên anh bên này nhỉ. Bây giờ mình định sẽ đi rút gọn anh tử thôi, được chưa? Các con còn nhớ các bước làm bài toán rút gọn không? Rồi, lát nữa thì mợ sẽ nhắc lại nhá. Bây giờ thì 2 nhân với 2 chúng ta có 4 này. 2 nhân với trừ x chúng ta có trừ 2 căn x. Là 2 nhân với trừ căn x. Đấy, thì chúng ta có anh này. Phá ngoặc đằng trước có dấu trừ thì ở đây chúng ta sẽ có là
trừ 6 này. Rồi trừ với trừ thì thành cộng căn x. Ok chưa? Và lát đến giữa, sau khi mà làm xong bài này nhá, sau khi làm xong bài này thì mợ sẽ dạy cho các con làm sao để tập trung 100% trong khi học. Được chưa? Đó là mẹo. Nhưng mà đến giữa giờ cơ nha. Hóng nhé. Rồi còn bây giờ thì làm tiếp mà. Nó có mẫu là căn x cộng 2 nhân với 2 trừ căn x. Đấy. Rồi cái này là mình phân tích hoàn toàn từ 4 trừ x nhá các con nhá. Đấy. Anh thì giữ nguyên này. Căn x trừ 2 trên căn x cộng 3. Ok chưa? Rồi tiếp theo. Tiếp theo. Rút gọn chỗ này nhá. À, 4 này trừ đi 6 thì chúng ta có trừ 2. Trừ 2 căn x cộng căn x thì chúng ta có trừ căn x. Oh no. Yeah. Có quẩy được không đây? Tối nay quẩy banh xác cái đề này luôn đúng không? Rồi căn x cộng 2 này nhân với 2 trừ căn x. Đấy. Rồi, quên đóng ngoặc này, quên đóng ngoặc cẩn thận cũng bị trừ điểm đấy, không là toang, đúng không? Rồi chào Nguyễn Đình Minh, chào con rất nhiều. Đầu tiên phải phân tích sơ bộ. Đúng rồi con, mợ phân tích sơ bộ lúc đầu rồi đấy. Rồi 304 bạn rồi, yêu quá. Hôm nay mợ sẽ quẩy khô máu với đề này luôn. Đấy, khô máu với đề này luôn nhá. Đấy, rồi căn x trừ 2 trên căn x cộng 3. Ok. Rồi, tiếp theo nữa này. Anh này có thấy ngứa mắt với anh dấu trừ không? Các con có thấy ngứa mắt với anh dấu trừ không? Chúng ta đặt dấu trừ ra ngoài nhá. Thì bên trong sẽ còn là 2 cộng với căn x. Rồi, nhớ là phải có ngoặc. Tại vì mợ thiếu ngoặc đấy. Đấy, căn x cộng 2 nhân với 2 trừ căn x này. Được chưa? Rồi, nhân với căn x trừ 2 nhân với căn x cộng 3. Rồi bây giờ đến lúc mà mình rút gọn này, rút gọn nhá. À nhìn này, trên tử có 2 cộng căn x, dưới mẫu có căn x cộng 2. Thế hai anh này có giống nhau không? Thực ra là một đấy các con ạ, à, đừng để nó lừa nhá. Giờ trong phép cộng có tính chất giao hoán, vì vậy nên là hai này hoàn toàn giống nhau. Đấy, anh này và anh này rút gọn này. Đấy. Nhưng mà anh này và anh này lại bị ngược dấu này. Đúng không? Đấy. Khi mà rút gọn hai này cho nhau thì anh này phải để cho mợ dấu trừ vào đây. Được chưa? Đấy. Để dấu cho mợ dấu trừ vào đây nhá. Thì chúng ta có là trừ 1 trên tử này. Dưới mẫu là có trừ 1 này. Đấy. Rút gọn mà. Hai này rút gọn đi thì anh này sẽ có mang. Anh này sẽ hết này. Nhưng anh này sẽ là mang dấu trừ 1 vào đây. Trừ 1 viết vào đây. Đấy. Vì vậy này, anh dưới này là 1 này nhân với trừ 1 trên căn x cộng 3. Khi mà hai cái anh trừ 1 này nhân với nhau thì chúng ta còn dấu cộng 1 đúng không? Như vậy là mình có 1 trên căn x cộng 3. Được chưa? Vì vậy nên là mình đã chứng minh hoàn toàn xong rồi. Ra kết quả đây, sau một lúc chứng minh thì chúng ta có B bằng đấy, 1 trên căn x cộng 3. Đúng chưa? Câu này thì dễ rồi đúng không nào? Chúng ta chỉ cần đi kết luận. Kết luận vậy B bằng 1 trên căn x cộng 3 là xong. Được chưa? Rồi, phải xem nhá. Mai khảo sát thì chúng ta chỉ cần ôn nhẹ nhàng thôi. Xem qua bài của mợ thôi là ok rồi. Được chưa? Rồi, bây giờ mình đến câu C nhỏ. Rồi, trước khi thì mợ trả lời câu hỏi nhá. Mợ ơi, mai mợ đăng đề này lên lại được không? Giờ con phải viết văn. Ok, Nguyễn Thị Thanh Thảo ơi, mợ không xóa leave nhá. Đã là livestream free thì mợ sẽ không xóa leave các con nhá. Các con yên tâm nha. Rồi, thử sức cho mợ đến câu C nè. Thử sức cho mợ câu C đi. Đấy, bởi vì đây, bây giờ là mợ chữa đề, nên là mợ sẽ không làm trước làm sau câu nào cả. Mình cứ làm theo tuần tự từ trên xuống dưới thôi, được chưa? Rồi, bây giờ các con thử sức cho mợ câu C nè. Comment cho mợ thêm x bằng bao nhiêu nhá. X bằng bao nhiêu nhá. Quốc An đó là điều hiển nhiên. Ok con, Phạm Hải lâu lắm mới gặp con này. Ô, các con nhớ là cuối tuần này chúng ta có Zoom không? Con nhớ chủ nhật chúng ta có Zoom không nhỉ? Đấy. Vào sáng ngày mai. À không, sáng chủ nhật đi. Sáng chủ nhật nhá. Sáng chủ nhật tuần này mợ sẽ đăng Đăng
ai đi phòng Zoom, phòng chat Zoom nhá, để chúng ta vào đấy chém gió. Gia đình mợ thú y, được không? Gia đình mợ thú y, chả hiểu tại sao chúng ta gọi mợ là mợ thú y các con ạ. Đấy, rồi, được chưa? Sáng nhá, rồi chúng ta lại qua để chém gió thôi. Phạm Hải, hôm qua mợ vừa gặp mợ xong, ok con. Rồi, đã có bạn ra đáp án Xuân Trần. Xuân Trần đã ra, có đáp án rồi đây. Thanh Bảo, Thanh Thanh, Bảo Ngọc. Rồi, ngày mai có những đứa nào kiểm tra giơ tay không nhỉ? Giơ tay đi. Đấy, hôm nay hoàn toàn là live free mà. Thế cố gắng lên nhá, chúng ta cùng khô máu đến cuối đi. Đến cuối mà được 400 bạn đi thì mợ quẩy banh nóc nhà, đúng không? Quẩy banh nóc nhà luôn, nhớ share nhá. Những bạn share thì sẽ được tặng tài liệu luôn đấy. Chưa? Qua page này luôn. Rồi, bây giờ mình đến câu C chứ nhỉ? Mình đến câu C nhá. Trước khi đến câu C thì mợ sẽ viết lại câu AB một chút. Viết lại AB một chút nhỉ? Viết đây đi. Mình có A đây. A bằng 2 căn x trên căn x cộng 3 này. Được chưa? Các con thấy không? Mợ đi dạy về xong chưa kịp thay quần áo luôn vào dạy các con luôn đấy. Được chưa? Rồi. B của mình thì bằng 1 trên căn x cộng 3 này. Được chưa? Rồi, và mình có P. P thì lại bằng 2 anh này nhân với nhau. Đấy, như vậy thì cô sẽ đi tính P trước, mợ sẽ đi tính P trước. P bằng A nhân B. Rồi, vậy bây giờ chúng ta thay A bằng vào đây. Chúng ta có 2 căn x trên căn x cộng 3 này. Đấy, nhân với anh B này, chúng ta thay vào đây, đúng không? Chúng ta có là 1 trên căn x cộng 3. À, hai anh mẫu giống nhau rồi đây. Yeah yeah. Rồi, thử xem nhé. Đó, ok không? Ok la. Ok la la, được chưa? Rồi, à, bây giờ mình có gì nhỉ? À, bằng này. Tử nhân tử, mẫu nhân mẫu. Tử sẽ bằng là 2 căn x. Còn mẫu thì sẽ là căn x cộng 3 tất cả bình phương. Căn x cộng 3 tất cả bình phương. Ố la la, không rút gọn được nữa rồi. Mợ ơi cho con nhìn đề ạ. À, đây con, đấy, nhìn được đề chưa? Đấy, đây đề, đây đề, đây. Đấy, rồi. Thế bây giờ mợ chữa vào đâu nhỉ? Đấy, rồi ok. Đây các con nhìn đề một chút nhá. Sau đó thì mợ sẽ xin lấy gì nhỉ? Mợ thú ý dưới này làm dễ với chuyên nghiệp. Mợ xin khoảng không một tí để mợ viết nhá. Được chưa? Thế chúng ta có là, đấy, anh P đây rồi. P đến đây là không rút gọn được nữa rồi, đúng không? Vì vậy nên là bây giờ mình phải đi làm thôi. Mình phải lý luận thôi. Là lý luận là để P nhỏ hơn hoặc bằng không. Đấy, cảm ơn Ngọc Trang. Cô dạy hay nữa, yêu con lắm. Đó. Để P nhỏ hơn hoặc bằng không này thì cái biểu thức của P đây, thì cái anh này đây, P bằng anh này đây, thì cũng phải nhỏ hơn hoặc bằng không, đúng không? Đấy, rồi. Như vậy thì 2 căn x trên căn x cộng 3 tất cả bình phương cũng phải nhỏ hơn hoặc bằng 0 này. Đấy. Đến đây mợ có một điều muốn chia sẻ với tất cả các bạn đang bị mất gốc. Đó là thường thì các con đến câu C của bài 1 thì sẽ cảm thấy là câu này chắc không phải dành cho mình. Mình không thể nào làm được câu này đâu. Câu này thật là khó và quá là khó hiểu. Nhưng mà không, các con ơi, chúng ta hoàn toàn có quyền nhá. Kể cả là những người, kể cả là những bạn mà đang xếp ở top cuối của lớp nhá, chúng ta hoàn toàn có quyền. Bây giờ vẫn còn thời gian cơ mà. Chúng ta hoàn toàn có quyền đặt điểm cao nhá. Hoàn toàn có quyền làm được những câu khó này nhá. Được chưa? Vì vậy nên là những bạn mà đang có những cái suy nghĩ như mợ vừa nói thì hãy nghe thật kỹ cái bài này đây, mợ sẽ giảng cho con tận tình từ gốc đến ngọn luôn. Quên mất lại đang nói từ gốc đến rễ thì lại giống vấn hoa hồng. Nhưng mà từ gốc đến ngọn luôn, nhớ nghe kỹ nhá. Được chưa? Rồi, chúng ta có gì? Nhìn đây này. Các con thấy là vế trái của mình thế nào? Nhìn nhá, riêng này. Hai căn x của mợ thế nào? Mang dấu gì? Hỏi các con biết là hai căn x của mợ mang dấu gì?
đúng không? Hai căn x của mợ là mang dấu gì? X căn x lớn hơn hoặc bằng không mang dấu dương này, lớn hơn hoặc bằng không này, rồi hai cũng lớn hơn không nữa, như vì vậy nên là anh tử, riêng cái anh tử của mợ là mang mang dấu dương rồi này, đấy, mang dấu dương hoặc lớn hơn hoặc bằng không nhá. Anh tử là lớn hơn hoặc bằng không và mang dấu dương rồi này, đấy. Còn anh mẫu của mợ thì đương nhiên là phải khác không, và anh này cũng mang dấu dương nữa. Ồ, như vậy là tử với mẫu là lớn hơn hoặc không, thì cả cái anh này là lớn hơn hoặc bằng không này. Vế trái của mợ là lớn hơn hoặc bằng không. À, vế phải của mợ thì bắt buộc là phải bằng không cơ. Vế phải thì lại bằng không. Đấy chưa? Đấy. Vì vậy nên là nếu mà để cho bất phương trình này xảy ra, một bên là mang dấu dương, một bên là mang dấu âm. Cái bên này mang dấu âm này. Chưa? Cái này là mang dấu âm là nhỏ hơn không này. Đấy. Điều này là xảy ra đó là gì? Như vậy để cho bất phương trình này xảy ra, để bất phương trình này xảy ra thì chúng ta chỉ có một điều kiện thôi, đó là hai căn x hoặc là hai căn x trên căn x cộng 3 tất cả bình phương phải bằng không, một bên lớn hơn hoặc bằng không mà lại bắt nó nhỏ hơn hoặc bằng không thì chung nhau chỉ có dấu bằng thôi, hiểu chưa? Các con hiểu không? Đấy, chung nhau là chỉ có dấu bằng thôi. Vì vậy nên là chúng ta giải thôi. Khi mà A trên B bằng 0 nhá, A trên B bằng 0 thì chúng ta chỉ cần quan tâm đến anh này bằng 0 thôi, anh mẫu không cần biết. Thấy chưa? Nên chúng ta bỏ được mẫu đi, là hai căn x sẽ bằng 0. Ok không? Vậy x của chúng ta bằng bao nhiêu? Đố các con biết x bằng bao nhiêu đấy. Nhớ nhá, là x của mình chỉ có thể bằng 0 thôi. X bằng 0. Ok, hai căn x bằng 0 thì x bằng 0. Và bây giờ mình đi so sánh với điều kiện xác định này. Mình đi so sánh với điều kiện xác định. Đấy, điều kiện xác định của mình là các con viết, nếu mà không biết viết so sánh như thế nào thì như sau. Điều kiện xác định. Đấy, x lớn hơn hoặc bằng 0 chứ phải x khác 4. Được chưa? Đó. Và thỏa mãn. X bằng 0 thỏa mãn. Kết luận. Kết luận này, P nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì X sẽ bằng 0. Được chưa? Đây là phần kết luận của mợ Thú Y. Rồi, chính xác rồi. Xuân Trần chính xác, Nguyễn Thị Thu Trang chính xác này. Nguyễn Đạt, Vương Nhi chính xác, Vương Nhi đã chia sẻ này. Như vậy thì mợ sẽ tặng con bộ đề 5 đề luôn. 5 đề ôn thoải mái. Được chưa? Đấy. Mà mợ chữa là mợ chữa cả phần hình luôn trong ngày hôm nay luôn này. Cố gắng xem nhá. Nhớ share thật nhiều nha, quá thỏa mãn. Ok. Phạm Hải, có tên Thúy trước đây là diễn viên chuyên nghiệp, thế nhưng lấn sang hoa hậu. Thúy. Thúy trước đây là diễn viên chuyên nghiệp, thế nhưng giờ lấn sang âm nhạc. Ra 4.000. Xinh. Mợ ơi uống thuốc đi mợ, uống nước đi mợ. Ô, cảm ơn con yêu, cảm ơn con yêu rất nhiều. Rồi mợ ơi có cách nào học tốt PS không? Có đấy con, có nhá, mợ có các bước chi tiết để giả làm bài VS luôn. Đấy, có bạn nào hóng không thì tắt ngay một bạn để vào đây luôn. Rồi Kiều Huyền, ok con gái. Mợ nhớ rồi nhá, mợ nhớ rồi. Ok, rồi bây giờ chúng ta đến bài số 2. Bài số 2 các con làm trước đi, sau đó thì comment đáp án cho mợ Thú Y nhá. Đấy, làm trước đi và comment đáp án cho mợ. Đúng không? Comment đáp án cho mợ Thú Y nha. Comment đáp án cho mợ Thú Y cái nào. Cái nào yêu. Comment đáp án yêu thì mới yêu được đúng không? Không thì cho gốc sầu riêng. Đúng không? Hôm nay mợ mới kể cho các bạn ở lớp mợ là về sự tích cây sầu riêng. Với lại sự tích là tại sao mà lại là ông Newton lại nghĩ ra định luật vạn vật hấp hối. Thế là mẹ bảo là thực ra là sự thật là ông ấy cứ không làm được bài thì ông ấy ra gốc sầu riêng, ông ngồi tự kỷ. Thế là mỗi làm không làm được một bài thì ông ấy đập tờ một cái. Thế là cái số lượng mà ông ấy không làm được bài nhiều quá nên là ông cứ ra gốc cây đập liên tục ấy. Thế nên khi mà nhiều bài mà ông không làm được, ví dụ như là đấy, như các con là cô giáo phát ra cho một cái đề cương đúng không? Đề cương thì dày như kiểu là một cái quyển nhật ký. Đấy,
xong rồi có một đống bài, xong rồi bài nào cũng như kiểu là thi học sinh giỏi quốc tế ấy. Nên là ông ấy kiểu phát điên lên, phát điên lên, thế ông ra ông đập như ông ấy cứ đập như này, thế là tự nhiên quả táo rơi xuống, rơi cái bốp cái vào đầu, xong bắt đầu bừng tỉnh lại, tự nhiên nghĩ ra à, đúng không? Xong rồi các học sinh của mợ thì lại bảo là mợ ơi bây giờ là đang có, à cô ơi chứ trên trường thì không có mợ, nào cô ơi bây giờ thì đang có bảo tàng là đang bảo quản quả táo đấy đấy, mà bảo điêu làm gì có chuyện bảo quản cái quả táo đấy được, đúng không nào? Bây giờ chắc là nó bị thúi hết rồi đúng không, bây giờ chắc là nó thúi hết rồi làm gì còn nữa đúng không nào? Đấy, rồi đợi mở một chút, để mở chụp cái ảnh này. Giờ các con comment đáp án cho mọi người chưa, comment đáp án đi nha, comment nha. Rồi Smith. À, các con đã comment đáp án cho mợ chưa nhỉ? Mợ lấy điện thoại ra mợ soi cái coi. Soi cái coi. Đó, xem nó là cái gì nào. Ok. Đợi mợ một chút nhá. Bài 2 này. Rồi các con comment đáp án đi, mợ đang chỉnh một chút, sắp sửa quay trở lại với các con rồi đây. Mợ sẽ cho các con thấy một điều đặc biệt. Siêu đặc biệt luôn. Siêu đặc biệt luôn. Được không? Rồi cứ comment đáp án đi, cứ comment đáp án đi. Ok. Chọn đường dẫn này, đợi mợ một chút xíu nữa thôi. Open. Hơi mờ nhỉ, nhưng mà chắc là được đấy. Rồi có nhìn thấy không các con? Đấy, đây đề bài đây đấy ấy, thế là không cần cái anh này nữa, để anh này ra. Rồi các con nhìn thấy đề bài chưa, hơi mờ nhỉ, có hơi mờ. Ok. Ok, rồi lớp lát mợ cho bí quyết làm tốt vẽ nhá. Nhất trí luôn, hôm nay thì mợ bung hết. Có bao nhiêu bí quyết bung hết, chưa? Rồi, đâu mà nghiện. Cô Thúy trước đây làm diễn viên. Rồi, ok, hơi mờ ạ. Cố gắng nhá, các con cố gắng nha. Rồi. Bây giờ mợ đã có đề ở đấy rồi đấy. Đấy, các con nhìn thấy đề chưa? À, nó đang bị dính cái trực tiếp, cái chữ trực tiếp một chút. Cho ra đây, chắc là nhìn thấy. Rồi, hơi nhỏ nhỏ chỗ này các con nhìn nhá. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ đi giải cái bài số 2 này. Có đề đấy rồi, có đề mợ treo ở đấy luôn rồi đấy. Mợ học edit còn kém lắm. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nhá. Anh trai con vô rồi mợ ơi. Ui dồi ôi, đại. Ui. Thế con hỏi anh trai con xem là mợ có xinh không? Tiếp tục bán luôn chứ, phải bán luôn chứ. Rồi các con đọc đề ở trên cái phần con đọc đề ở trên cái phần 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 mà mợ đã đang dán ở trên màn hình ấy. Thế con nhìn thấy là hai vòi nước cùng chảy vào một bể, không có nước sau 4 giờ thì bể đầy. Đấy, thì tức là sao nhỉ? Đây là đầu tiên là mình phải xác định dạng toán này. Đấy, bài số 2, dạng toán của mình. Dạng toán là gì? Dạng gì? Dạng này là dạng gì? Dạng chung riêng nhá. Đấy, dạng này là dạng chung riêng. Chung riêng. Được chưa? Dạng chung riêng thì mình sẽ lại có cách của dạng chung riêng đúng không? Rồi. Bước tiếp theo đi tóm tắt, còn nhớ các bước của mợ thú y không? Đấy, tóm tắt bằng chữ trước này. Đừng ngại dài, đừng ngại dài, đừng ngại lâu, được chưa? Đấy, bước đầu tiên tóm tắt. Sau đó đi đi đến bước bảng, tí sẽ đến bước vẽ bảng. Đấy, được chưa? Sau bước vẽ bảng thì sẽ ra bước có phương trình hoặc là hệ phương trình. Đấy, được chưa? Mình sẽ làm theo bài toán này theo 3 bước. Bước thứ nhất là mình tóm tắt đề đã. Hai vòi nước cùng chảy vào một bể, không có nước, được chưa? Sau 4 giờ thì đầy bể, tức là đấy, hai vòi cùng chảy thì 4 giờ bể đầy.
Bây giờ cái câu đầu tiên là mợ 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 cho thành cái câu này này, rút gọn đấy, 4 giờ này, gạch chân nó cho mợ, được chưa? Rồi, nếu một mình thì vòi một chảy đầy bể nhanh hơn vòi hai. À, anh vòi một này, tức là to hơn đấy, vòi một nhanh hơn, nhanh hơn vòi hai 6 giờ, tức là đầy bể nhanh hơn vòi hai là 6 giờ. 6 giờ à, tức là kiểu đầy bể hơn 6 giờ ấy, trong 1 giờ thì sẽ chảy nhiều hơn là 1/6, kiểu kiểu vậy, thấy chưa? Nếu chạy một mình thì mỗi vòi chảy đầy bể trong bao nhiêu? Đấy, rất nhiều bạn đã ra đáp án rồi đây này. Đứng từ tối mà không thấy đã tăng hình thành công. Rồi ok chưa? Rồi bây giờ mình dựa vào hai cái điều này. Đấy, và người ta hỏi mình là vòi một bằng bao nhiêu và vòi hai là chảy đầy bể trong bao nhiêu lâu, được chưa? Mình gọi đây là y đi. Đấy, đây là x và đây là y. Đấy, được chưa? Bây giờ mình sẽ đi đến bước kẻ bảng nhá. Đấy, sẽ đến bước kẻ bảng của mợ thú y. Chưa? Bây giờ đến bước kẻ bảng này. Xem là các con có kẻ bảng giống mợ không nhá. Kẻ bảng giống mợ không nhá. Đây. Các bạn đã biết bước kẻ bảng chưa? Không thì hãy nhìn đây nhá. Rồi, mợ sẽ có hai anh này. Anh thứ nhất đây, vòi 1. Đây là vòi 2. Vòi 2 này. Rồi. Thế nào nhỉ? Thời gian đúng không? Thời gian chảy đầy bể và trong 1 giờ. Đã, chỗ này là trong 1 giờ. 1 giờ thì chảy đầy bể chảy được bao nhiêu? Chảy được bao nhiêu phần bể? Chảy được bao nhiêu phần bể nhá? Còn chỗ này thì là thời gian đúng không? Đúng không nhỉ? À đây, đây, nếu mà chảy một mình thì là thời gian chảy đầy bể. Thời gian chảy đầy bể. Đấy chưa? Thời gian chảy đầy bể của vòi 1 mà gọi là x giờ. Đơn vị giờ này của mình thì sẽ làm cho x phải lớn hơn không? Thấy chưa? Viết luôn điều kiện x lớn hơn không? Ok chưa? Rồi. À, thời gian chảy đầy bể của vòi 2 mà gọi nó là y giờ. Thấy chưa? Y giờ này. Như vậy thì y của mợ là lớn hơn không? Điều kiện mà giờ có âm không? Làm gì có giờ âm đúng không? Mợ cho chúng con xem hết đề đi ạ. Đây, đề đây. Nhưng mà đợi tí, đợi tí. Đợi tí là mợ mới show được, bởi vì mợ còn có không gian để viết đúng không? Rồi, thế bây giờ chảy đầy bể thì trong x giờ. Như vậy thì 1 giờ vòi 1 sẽ chảy được bao nhiêu? 1 giờ vòi 1 sẽ chảy được 1 trên x bể, được chưa? Rồi, thế trong 1 giờ vòi 2 sẽ chảy được 1 trên y bể. Đấy. Rồi, hai vòi cùng chảy thì 4 giờ là đầy bể đúng không? Hai vòi cùng chảy thì 4 giờ là đầy bể. Được chưa? Đấy, vậy bây giờ mình che cái anh này đi. Trong 4 giờ thì vòi 1 chảy được 4x đúng không? Còn trong 4 giờ thì vòi 2 chảy được 4y. Vậy mình có phương trình đầu tiên. Phương trình đầu tiên của mình là 4, hoặc không thì các con có thể là lấy x cộng với y bằng bằng 4 cũng được. Thấy không? 4 x cộng y bằng 4 cũng được. Phạm Hải anh trai con kết mợ rồi đấy. Từ từ đợi mợ một chút, đợi mợ một chút rồi các con comment đáp án đi. Mợ biết mà. Rồi, Quốc An chính xác. Chính xác luôn. À, 1 trên x cộng 1 trên y mới bằng 4 nhá. 1 trên x cộng 1 trên y thì bằng 1 phần 4 này. Phương trình thứ hai là vòi 1 nhanh hơn vòi 2 6 giờ. Đúng không? Vòi 1 nhanh hơn vòi 2 6 giờ, tức là 6 trên x đúng không? Trừ 6 trên y. Không phải. Vòi 1 nhanh hơn vòi 2 6 giờ. Thì chúng ta phải là phương trình gì? Đố các con biết. Đấy, đố các bạn biết là phương trình 2 chúng ta là phương trình gì? Cái chỗ này là cần một chút suy nghĩ đấy. Rồi, x cộng 6 bằng y, Nguyễn Huy. Nguyễn Huy đã cho mợ một đáp án đó là x cộng 6 bằng y. Có chính xác không? Có chính xác không nào?
Dạ. Rồi, chính xác. À, các con để ý là chúng ta sẽ có là gì? Vòi 1 nhanh hơn vòi 2 6 giờ mà anh vòi 1 là x, anh vòi 2 là y. Vì vậy nên chúng ta sẽ có là x này trừ đi y thì bằng 6. Được chưa? Chúng ta dựa vào cái này để làm nhá. Vòi không, từ từ. Vòi 1 nhanh hơn tức là cái thời gian của vòi 1 sẽ là gì? Đúng rồi. Đúng rồi, cái này là không ổn đúng không? Vòi 1 nhanh hơn. Đấy, từ từ chỗ này rất nhiều bạn sẽ bị sai ở bước này đấy nhá. Vòi 1 nhanh hơn vòi 2 tức là cái thời gian của vòi 2 nó sẽ nhiều hơn thời gian của vòi 1, tức là y của mình sẽ bằng x cộng 6. Y thì bằng x cộng 6. Được chưa? Cái này mới đúng và chốt là cái này cơ. Đấy, x trừ y bằng 6 là sai. Và cuối cùng là phải như thế này. Được chưa? X cộng 6 bằng y. Chính xác, Nguyễn Huy chính xác rồi. Đấy, Vương Nhi chính xác. Đấy, đừng để bị lừa bước này nhá. Là để ý này, cái thời gian nhá, đối với thời gian lại lưu ý một cái nữa. Đối với thời gian. Đấy, nếu mà cái nào nhanh hơn thì thời gian sẽ nhỏ hơn. Nào, ví dụ như là vận tốc đi, vận tốc nhanh hơn thì thời gian sẽ nhỏ hơn nhá. Đây là anh vận tốc. Đấy, nếu mà vận tốc nhanh hơn, anh nào mà nhanh hơn ấy, nhanh thì thời gian của anh ấy sẽ nhỏ hơn. X nhanh hơn y thì x thời gian của x sẽ nhỏ hơn y. Được chưa? Còn nếu mà x chậm hơn y thì x sẽ lớn hơn y, thời gian của x sẽ lớn hơn thời gian của y. Ok không? Nhớ nhá, nhớ đấy. Cái này này, cái này là cái ngược nhau này, giữa anh thời gian với anh vận tốc. Vận tốc chảy của anh vòi 1 nhanh hơn vận tốc chảy của anh vòi 2. Nên là đấy, nên là chúng ta sẽ theo cái quy tắc 1, đó là thời gian của anh 1 sẽ nhỏ hơn thời gian của anh 2 là 6 giờ. Được chưa? Quốc An chính xác luôn. Spam không trôi. Đấy, cái này là cú lừa nhá. Ta đây cú lừa đấy. Đấy. Và từ đây chúng ta có hệ phương trình và mình đi giải hệ phương trình này thôi. Và chúng ta sẽ có là mình thay vào, mình dùng phương pháp thế nhá. Bây giờ mình đi đến giải này. Giải này. Đấy, mình có hệ là 1 trên x cộng 1 trên y bằng 1 trên 4 này. Đấy, y thì bằng x cộng 6. Và bây giờ mình sẽ thế thế vào bên trên. 2 này, 1 này, thế 2 vào 1. Vào 1 ta có hai chấm này, ta có gì? Đấy, chỗ nào có y mình thay vào thôi. Mình có 1 trên x cộng với 1 trên x cộng 6 này và bằng 1 phần 4. Được chưa? Như vậy là mình đã có phương trình như thế này. Lưu Bảo Ngọc không hiểu phương trình 1 mợ ơi. Ok, phương trình đợi lát nữa mợ sẽ giảng xong bài rồi mợ sẽ quay trở lại mợ giảng lại cho các con cả bài này nhá. Chưa? Chơi đồ. Ok, ra được cái phương trình này chưa? Rồi, dựa vào hệ phương trình của mợ thú y nhá thì các con ra được cái phương trình này. Mình thế vào thôi. Thì bây giờ mình đến chỗ này. Các con để ý là cái bài, kể cả là cái bài giải phương trình này nhá, giải hệ phương trình như thế này thì các con cũng sẽ có trong trong đề thi và kể cả trắc nghiệm nữa. Vì vậy nên là mợ dạy sẽ dạy cho các con cách ấn máy tính. Được chưa? Mợ sẽ dạy cho các con cách ấn máy tính như sau. Đã biết cách ấn máy tính hệ chưa? Nhìn đây nhá. Làm sao để ấn được anh này đây? Nhìn đây. Thì mợ sẽ có như sau nhá, các con ấn như sau này. 1 trên x 1 này. Xuống bên dưới ấn x như thế nào? Có rất nhiều bạn hỏi mợ là ấn x như thế nào. Thì mình như sau. Alpha x. Ok, rồi sang ngang này cộng với 1 trên x cộng 6 đúng không? Alpha x cộng 6 này, được chưa? Rồi, bây giờ ấn dấu bằng cho mợ, ấn dấu bằng. Hoặc không thì các con trừ đi, các con chuyển vế luôn, chuyển 1 phần 4 sang vế bên trái thì chúng ta được là trừ đi 1 phần 4. Ấn thế này nó nhanh hơn rất là nhiều, được chưa? Rồi sau đó thì ấn Shift này, rồi ấn cho mợ CALC, rồi, và ấn dấu bằng cho mợ. Được chưa? Ấn hai lần dấu bằng. Yes. X bằng 6. Các bạn có ra x bằng 6 không? 1 là 1. Cái này các bạn có ra x bằng 6 không? Đúng không? X bằng 6, như vậy là mợ ra được x bằng 6 và các con cứ giải bình thường nhá. X bằng 6 và suy ra y bằng bao nhiêu?
y bằng bao nhiêu? Đố các con biết là y bằng bao nhiêu? Lấy x cộng 6 thì sẽ ra được y đúng không? Và y của mình sẽ bằng 12. Đó. Được chưa? Bây giờ thì mợ sẽ giảng lại cho các con một chút nhá. Mà hơi nhanh đúng không? Villa căn của mợ mua ở Ý với giá 5.000 đô đúng không? Rồi, không biết là các con có giải được phương trình như mợ vừa rồi không? Phương trình chính xác. Ok, máy tính con còn chưa loát ra. Máy tính xịn là có khác đấy, máy tính mợ mua ở Ý cơ mà, đúng không? Rồi. Bây giờ quay trở lại cái bài toán của mình nhá, mợ sẽ giảng lại từ đầu này, nghe lại một lần nữa này. Đây. Các con nhìn thấy cái đề to to đây không? Như sau nhá. Trước khi làm bài toán này thì chúng ta phải xác định được dạng của nó là dạng gì. Trung riêng. Đó. Khi mà nhìn thấy hai chữ là cùng chảy đấy, các con nhìn thấy chữ là cùng chảy vào một bể này, đấy, các thứ thì là nó là dạng trung riêng. Và dạng trung riêng này rất hay được thi các con nhá. Rồi, tiếp nữa này. Bây giờ mình sẽ đi đến bước tóm tắt bằng lời. Tóm tắt bằng lời này thì sao? Chúng ta có hai vài cái câu đầu tiên nhá. Cái câu đầu tiên nó mang đến cho mình một giả thiết cực kỳ quan trọng là hai vòi nước cùng chảy vào một bể, không có nước sau 4 giờ thì bể đầy, tức là hai vòi cùng chảy thì sau 4 giờ bể đầy, đúng không? Đấy thì chúng ta sẽ có là trong 1 giờ. Đấy thì bây giờ trong 1 giờ thì cả hai vòi sẽ chảy được 1 trên x cộng 1 trên y đúng không? Đúng không nào? Đúng không? Rồi trong 1 giờ thì vòi 1 thì đấy, ví dụ như là hai vòi cùng chảy vào một bể thì đầy bể, đúng không? Thì trong 4 giờ, đấy, thì vậy 1 giờ thì các vòi đấy sẽ chảy được 1 phần tư bể, đúng không? Cái câu này nghĩa là thế. Trong 1 giờ thì hai vòi sẽ chảy được 1 phần tư bể. Hai vòi cùng chảy thì trong 4 giờ là bể đầy. Như vậy thì hai vòi sau 4 giờ sẽ chảy được 1 phần tư bể. Thế thôi, đúng không? Rồi cái bước số 2 thì các con hiểu rồi. Đó là anh nào nhanh hơn thì anh ấy chậm hơn, anh nào nhanh hơn thì thời gian nhỏ hơn. Đó. Đơn giản nha. Cái câu này rất là lươn lẹo, không hiểu tại sao, đúng không? Rồi, như vậy là mình kết thúc bài số 2 tại đây. Cái phần này các con trình bày ra cho mợ nhá. Nhớ chưa? Cái phần này thì trình bày ra cho mợ nhá. Nhá, trình bày ra cho mợ. Rồi. Bây giờ mình sẽ chuyển đến bài số 3. Đấy, bây giờ mình sẽ chuyển đến bài số 3. Bài số 3 thì đơn giản hơn một chút. Rồi, bài số 3 giải hệ phương trình sau. Trang Nhung nếu giải tay không ấn máy tính thì giải kiểu gì mợ ơi? Thì các con sẽ giải như sau này. Thế bây giờ mợ sẽ quay lại giải cái phương trình này cho bạn Trang Nhung một chút. Giải như sau nhá. Đối với phương trình này thì mình sẽ giải như sau. Hoặc không thì các con có thể trình bày được. Đó là đấy, nếu mà các con muốn trình bày lại từ đầu thì để mợ giải trình bày lại từ đầu cho các con nhá. Dựa vào cái bảng này thì mình sẽ đi gọi từng anh một này, gọi tên từng anh ra. Chưa? Rồi, gọi mợ là mợ thú y. Phí giấy quá mợ ơi, con chờ mỗi bài hình. Mong chờ nhá. Cố gắng đến tập cuối nhá, mợ chữa cả bài hình mà. Bước đầu tiên là mình sẽ đi gọi này. Gọi. Gọi thời gian vòi một chảy một mình đầy bể là. Gọi thời gian. Đấy. Vòi 1 chảy đầy bể. Là x giờ. Chưa? Rồi. Chấm phẩy cho mợ bây giờ đến điều kiện của x này, chấm phẩy cho mợ bây giờ đến điều kiện của x, thấy chưa? Thì các con để ý cho mợ là sao? Hai vòi cùng chảy vào một bể. Đúng không? Vòi một sẽ lớn hơn đố các con biết là điều kiện của x là gì? Có bài cuối là về bất đẳng thức không mợ? Có bài cuối là về giá trị nhỏ nhất lớn nhất. Đây đề bài đây, bài cuối là giá trị lớn nhất lớn nhất. Thời gian vòi 1 chảy vào đầy bể là x giờ đúng không? Các con để ý cho mợ là cái bảng của mình hai vòi cùng chảy 4 giờ bể đầy. À nhớ nhá,
Hai vòi cùng chảy thì 4 giờ mới đầy bể. Như vậy nếu mà một vòi mà chảy thì chắc chắn thời gian sẽ phải lớn hơn 4 giờ đúng không? Chắc chắn là thời gian sẽ phải lớn hơn 4 giờ. Vì vậy nên là cả anh x này của mở sẽ phải có điều kiện lớn hơn 4. Chưa? Hai anh chảy thì mới đầy bể. Thế bây giờ một anh thì chắc chắn phải phải lớn hơn rồi, phải nhiều hơn 4 giờ rồi, đúng không? Làm sao mà bây giờ bắt hai người ăn hết một nồi cơm mà bây giờ một mình mở làm sao mà ăn hết, đúng không? Rồi. Tiếp theo thời gian vì thời gian vòi một chảy đầy bể nhanh hơn. Đấy, bây giờ mình chép nguyên si cái câu này vào cho mợ này. Bây giờ mình chép nguyên si cái câu này vào cho mợ. Đó là vì thời gian vòi một chảy đầy bể nhanh hơn vòi hai. Vì thời gian vòi một chảy đầy bể nhanh hơn vòi hai là 6 giờ. Đúng không? Mình lý luận thật là cẩn thận. Thực ra các con nếu mà không biết cách lý luận thì mình có thể chép nguyên si cái bài này vào là được. Được chưa? Mà ăn từ tốn thôi. Được chưa? Rồi 6 giờ này. Nên thời gian của vòi 2 nên thời gian vòi 2 chảy một mình đầy bể là 뭐 nhiêu nhỉ? Đấy, như cái bảng mà mình vừa viết vừa rồi đấy. B. Đây. Y thời gian của y à thời gian của vòi 2 sẽ bằng thời gian của vòi 1 cộng thêm 6 giờ nữa. À, chúng ta sẽ có là x cộng 6. Được chưa? Hoặc là y bằng x cộng 6 luôn. Đấy. Y bằng x cộng 6 và y của mình lại càng lớn hơn 4 luôn đúng không? Y của mình sẽ phải cũng phải lớn hơn 4. Điều kiện y là giờ. Chưa là rồi. Bây giờ mình lý luận câu tiếp theo. Trong 1 giờ. Đấy, trong 1 giờ là đến cái chỗ này này. Trong 1 giờ này. Đấy, thì vòi 1 chảy được bao nhiêu phần của bể? Trong 1 giờ thì vòi 2 chảy được bao nhiêu phần của bể? Được chưa? Trong 1 giờ vòi 1 chảy được 1 giờ vòi 1 chảy được ra gốc cây gốc mà lại định bảo là vòi 1 mà chảy kém mà cho ra gốc sầu riêng, được chưa? Rồi. Vòi 1 chảy được 1 trên x bể. Ok không? Rồi. Thế trong 1 giờ vòi 2 chảy được bao nhiêu? Chảy được bao nhiêu? Vòi 2 sẽ chảy được 1 trên y bể. Được chưa? Đấy. Và chúng ta thay vào thôi. À, lát nữa chúng ta sẽ thay vào nhá. Đấy. Sau đó thì chúng ta làm sao? Có một câu nữa để lý luận để ra được phương trình đây này. Đấy. Thì trong 1 giờ cả hai vòi chảy được bao nhiêu? Nào, trong 1 giờ vòi 1 chạy được 1 phần x bể. Trong 1 giờ vòi 2 chạy được 1 phần y bể. Vậy trong 1 giờ thì cả hai vòi sẽ chạy được 1 trên x cộng 1 trên y bể. Đúng không nào? Đấy, trong 1 giờ thì cả hai vòi sẽ chạy được hai anh ấy cộng lại với nhau đúng không? Và bằng bao nhiêu? Và sẽ bằng 1 phần 4 bể. Chưa? Thực ra là các con còn có một câu lý luận tiếp theo đó là đây. Theo bài, cả hai vòi chảy vào một bể. Cả hai vòi chảy vào một bể thì 4 giờ là bể đầy. Như vậy thì mình trong 1 giờ thì sẽ chảy được 1 phần 4 bể, đúng không nào? Đấy. Đấy, rồi như vậy thì chúng ta có phương trình thôi. Bây giờ mình có phương trình, theo bài ta có phương trình. Hệ phương trình đi. Đấy, hệ phương trình là đây. Anh đầu tiên là y bằng x cộng 6. Anh thứ hai là 1 trên x cộng 1 trên y thì bằng 1 phần 4.
Đấy, xong bây giờ mình sẽ thay vào thôi thì mình sẽ được phương trình là 1 trên x cộng, đây, 1 trên x cộng 6 sẽ bằng 1 phần 4. Được chưa? Đến bây giờ thì chúng ta sẽ đi quy đồng các con nhá. Các con ơi, chúng ta đi quy đồng này. Quy đồng thì mình sẽ có là x nhân với x cộng 6 ở dưới mẫu này, trên tử nhân chéo lên. X cộng 6 chưa? Nhân chéo này lên chúng ta cộng với x sẽ bằng 1 phần 4. Chưa? Chuyển vế. Thứ hai, chỗ này mình chuyển vế luôn. Đấy. Thôi bằng đi. Bằng, bằng. Đấy, bây giờ mình đi chuyển vế. Chúng ta chỗ này được là 2x cộng với 6 chia cho x nhân với x cộng 6 này. Được chưa? Bằng 1 phần 4. Đấy. Đến đây thì mình sẽ nhân chéo lên. Được chưa? Nhân chéo lên nhá. Nhân chéo lên thì chúng ta sẽ có là anh này là 4 nhân với 2x cộng 6 này. Anh này thì sẽ là x nhân với x cộng 6. Được chưa? Đấy. Sau đó thì mình giải tiếp bằng cách như sau. Đó là nghe mợ dạy nhạc chiêu. Ôi rồi ôi. Đây, đến đây thì mình sẽ phân tích hai vế thôi. Tương đương là mình có gì? 4 nhân với 2x cộng 6 là mình có 8x cộng với 24, đúng không? Chỗ này là mình có x bình phương cộng với 6x. Ok. Và bây giờ mình có là gì? Chuyển hết sang vế phải đi thì mình sẽ có là x bình này cộng với cộng 6x trừ 8x trừ đi 24 bằng 0, đúng không? Được chưa? Sau đó thì mình sẽ có là x bình phương trừ đi 2x trừ đi 24 thì bằng 0. Ok. Đến đây thì chúng ta có thể nhẩm như sau này. 24 thì bằng trừ 24 thì bằng tích của hai anh nào nhân với nhau. Đấy, còn trừ 2x thì bằng tổng của hai anh nào. Đấy, tổng của hai anh nào cộng với nhau. Đố các con biết. Đó, đố các con biết là trừ 24 thì bằng tích của hai anh nào cộng với nhau. Ơi, đây thì để có một bộ số thỏa mãn hai cái điều kiện này thì anh này sẽ là trừ 6, anh này sẽ là cộng 4. Được chưa? Trừ 6 nhân với 4 thì đúng bằng trừ 24 này. Đấy. Còn trừ 6 mà cộng với 4 thì đúng bằng trừ 2. Như vậy là bộ số của mình là anh này. Vậy trừ 2 của mợ, trừ 2x của mợ có thể phân tích được thành trừ 6x cộng với 4x. Được chưa? Vì vậy nên mợ phân tích được thành như thế này. Chép vào đây thôi. Chúng ta sẽ có là tương đương này. Chỗ này mình sẽ có là x bình này trừ đi cái anh 2x mợ tách được thành như thế này. Mợ cho vào đây. Mình gọi là trừ 6x cộng với 4x trừ đi 24 bằng 0. Thấy không? Thấy cách dị chưa? Khi trình bày là mình phải làm này nhá. Hà Mạnh Thắng trừ 2. Không đúng rồi con. 6, trừ 6 với 4 mới đúng cơ. Cẩn thận nhá. Trừ 6 với 4 mới là chính xác. Đấy. Rồi. Thế là mình sẽ có là x. Hai anh đầu mợ sẽ đặt x ra bên ngoài. Cho mình sẽ có là x trừ 6 trong ngoặc. Hai anh thứ hai mợ sẽ đặt 4 ra bên ngoài. Đúng không? Trong thì sẽ có là x trừ 6. Oh man. Sầu riêng man. Chúng ta có gì? X trừ 6 chung này. Như vậy là mình có x trừ 6 đặt ra bên ngoài. Đúng không? Bên trong sẽ còn là x cộng 4. Ơi bằng 0. Đây là cách trình bày đối với những bạn mà chưa? Đấy, đối với những bạn mà chúng ta hỏi mợ là mợ ơi, nhưng mà bấm máy tính thì không trình bày được đúng không? Chị ra ngay kết quả. Đấy, như vậy thì có được điểm không? Không. Phải trình bày ra như thế này mới được điểm cơ. Buồn quá. Rồi, vậy tương đương thì chúng ta sẽ có là x bằng 6 và x bằng trừ 4. So sánh với điều kiện của mình. So sánh với điều kiện của mình thì các anh thứ hai hoàn toàn không thỏa mãn. Loại anh thứ nhất thỏa mãn. Đấy. Xong bây giờ thì chúng ta đi đến kết luận thôi. X bằng 6 thì suy ra y bằng bao nhiêu? Y bằng x cộng 6 và sẽ bằng 6 cộng 6 và bằng 12. Đấy. Và bây giờ đi kết luận thôi. Kết luận. Kết luận thì dạy đề bài hỏi gì thì mình kết luận đấy, đúng không? Rồi, delta sử dụng delta cũng được. Đấy. Rồi. Vậy kết luận này. Kết luận vòi 1 chạy một mình trong
Trong 6 giờ thì thầy bể. Và tương tự anh vòi 2 chảy một mình trong 12 giờ. Ôi, chứng tỏ là anh vòi 1 vòi to hơn đúng không? Thì đầy bể đúng không? Anh vòi 1 là vòi to hơn đúng không nào? Sao không giải hệ thức VS hả mợ? Bởi vì là mình làm theo cách này nhanh hơn VS rất là nhiều. Chưa? Làm theo cách này thì nhanh hơn VS rất là nhiều các con ạ. Đấy, còn VS thì còn căn căn các thứ còn hơi rắc rối. Nhưng cách này thì rất là nhanh. Ok. Như vậy là đã xong bài số 2 và mình chuyển đến bài số 3. Bài số 3. Hello. Bài số 3 nào các con ơi. Bài số 3 nào. Sẵn sàng chưa? Bài số 3 thì mợ sẽ gợi ý cho các con câu 1 nhá. Câu 1 sẽ như sau. Bài số 3 này. Ý 1 bài 3 thì chúng ta đặt ẩn phụ nhá. Đặt ẩn phụ. Đặt ẩn phụ. Mình sẽ đặt anh A bằng 1 trên x trừ 3. Đồng thời khi mà mình đặt ẩn phụ thì các con sẽ cho mở điều kiện xác định luôn vào nhá. Cho điều kiện xác định luôn vào nhá. Cho điều kiện xác định của x vào, x sẽ phải khác 3. Bởi vì sao? Ở dưới mẫu thì luôn phải khác 0. Được chưa? Đấy, nhìn là biết hình đặt ẩn phụ rồi. Đấy. Rồi câu B này, mình sẽ đặt là 1 trên y cộng 1. Và điều kiện xác định của nó là bao nhiêu nhỉ? Điều kiện xác định là bao nhiêu? Điều kiện xác định là y khác trừ 1. Được chưa? Đấy, và bây giờ mình thay vào hệ phương trình thôi. Như vậy thì hệ phương trình tương đương với này, anh này chính là bằng A luôn. Anh này thì là trừ B, trừ 4B chứ. Bởi vì là chúng ta chỉ có B thì bằng 1 trên y cộng 1. Và 4 trên y cộng 1 thì sẽ bằng 4b. Nhớ nhá. Đấy, bằng 5. Rồi, bên dưới thì sẽ là tương tự này. Mình sẽ có 3a cộng với 4b thì bằng trừ 1. Được chưa? Nhìn là biết là, các con để ý này. Đối với cái anh ẩn thứ hai, anh ẩn b ấy, nhìn là biết nếu mà cộng 2 về với nhau thì chúng ta sẽ triệt tiêu được anh b đúng không? Tất nhiên là chúng ta sẽ sử dụng công thức cộng đại số. Được chưa? Cộng 2 về với nhau. Tất nhiên là mình cộng anh này và anh này thì chúng ta có 4a đúng không? 4a này trừ 4b cộng 4b thì bằng bằng 0, nên không cần phải ghi. 5 cộng với trừ 1 thì chúng ta có 4. Ở đây được chưa? Rồi, anh dưới thì chúng ta viết lại 3a cộng 4b bằng trừ 1. Đấy. Rồi, đấy, tương đương. A của mình bằng mấy? A bằng 1. Được chưa? Thay xuống bên dưới này. Chúng ta sẽ có b bằng bao nhiêu? 3 nhân 1 bằng 3 cộng 4b bằng trừ 1. Như vậy thì 4b sẽ bằng trừ 4, b sẽ bằng trừ 1. Không tin thử mà xem thay vào đây này. Đấy, chính xác luôn, mợ có sợ ma không? Sợ lắm. Được chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thay vào nhá. Thay. Bởi vì a của mình bằng 1 phần 3. 1 phần x trừ 3 nên chúng ta thay luôn. 1 trên x trừ 3 bằng 1 này. Đấy, 1 trên y cộng 1 bằng trừ 1 này. Đấy, tương đương. A này chúng ta bằng gì? X trừ 3 sẽ phải bằng 1. Anh này thì y cộng 1 sẽ phải bằng trừ 1. Được chưa? Đấy, có suy ra được x với y không? Để chỗ này bạn nào không suy ra được thì cho ra gốc số riêng nhá. Được chưa? Cho ra gốc số riêng luôn. Có x của chúng ta sẽ bằng 4. Đáp án đúng nhỉ? Các con ơi, đáp án có đúng không? Bấm máy tính còn sai thì vứt vào sọt rác. Y của chúng ta là bằng trừ 2. Yes. So sánh với điều kiện xác định. So sánh với điều kiện xác định nhá. Thì thỏa mãn nhá. Đó, thỏa mãn. Được chưa? Rồi, ok. Vậy kết luận bài này cho mợ chú ý nhá. Mợ rất là sợ ma luôn, thật sự ấy. Được chưa? Quá chuẩn luôn cho người và vật. Chính xác luôn. Và bây giờ kết luận này. Kết luận hệ phương trình có nghiệm duy nhất là, đấy các con ghi vào, 4
trừ 2. Nhớ là x trước y sau, nếu mà ghi sai là cái chỗ này cũng bị trừ điểm đấy. Được chưa? Rồi, bây giờ đến bài VS. Thực ra bài này là bài tương quan giữa parabol và đường thẳng. Đấy, bây giờ mình sẽ đi chiến bài VS ngay bây giờ. Chiến bài VS nha. VS đâu? Ra đây để tao quên. Sao lại để mợ đúng không? Đúng không phải tao đúng không? Đấy, mình phải là mô phạm một chút, mô phạm. Rồi, VS đâu? Hiện hồn ra đây, đúng không? Thử nha. Câu A chúng ta này. Trước khi làm bài thì mợ sẽ dạy cho các con cách phân tích đề trước. Phân tích đề. Phân tích đề. Đây là cách để làm 100% mình sẽ giải được tất cả các bài liên quan đến VS. Thấy chưa? Các con nhớ này. Cái dạng, cái form đề như thế này rất rất được ưu tiên để thi, thấy chưa? Rất hay được thi cái form đề như thế này. Câu A luôn là chứng minh hai điểm, chứng minh hai này cách nhau tại hai điểm phân biệt. Câu B thì luôn luôn là sử dụng VS, đúng không? Đấy, thì chúng ta phân tích đề kiểu là yêu cầu thứ nhất luôn là chứng minh, đấy, làm sao để có hai nghiệm, hai nghiệm hay hoặc là hoặc hai điểm phân biệt. Luôn luôn là vậy, yêu cầu đầu tiên kiểu gì cũng chứng minh một là hai nghiệm hoặc là hai điểm phân biệt, được chưa? Đấy, chứng minh phân biệt. Cái này thì chỉ cần delta lớn hơn không là xong. Cái này đơn giản. Cái này thì chỉ cần delta lớn hơn không là xong. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo nhá. Tiếp theo. Tiếp theo là liên quan đến câu này này. Đấy, tìm m để thỏa mãn điều kiện sau này. Đấy, tìm m để x1, x2 thỏa mãn điều kiện là hệ thức. Đấy, thì cái chỗ này mình sẽ sử dụng VS. Đấy, được chưa? Vì vậy nên là bước đầu tiên là cái yêu cầu đầu tiên thì chúng ta sẽ sử dụng delta lớn hơn không. Cách thứ hai là chúng ta sẽ sử dụng đến VS. Ok chưa? Đây là cách phân tích đề nhá. Bây giờ đến tiếp theo này, rất sâu nhá. Tiếp theo là chúng ta đến phương pháp các bước. Bước làm bài. Bước trình bày. Ôi chi tiết dã man luôn, chỉ những dành cho những fan mà xem đến tận bây giờ thôi. Dạ, bước trình bày chúng ta có các bước sau. Bước 1. Được chưa? Xét phương trình hoành độ. Hoành độ giao điểm. Đúng không? Đấy. Rồi, bước số 2. Tính delta. Được chưa? Và lập luận. Làm sao cho để delta của mình phải lớn hơn không? Để thỏa mãn điều kiện của họ đúng không? Nếu mà phân biệt thì lớn hơn không? Được chưa? Đấy. Sau bước 2 chúng ta đến bước 3. Bước 3 của mình là áp dụng VS. Làm thế nào đấy để suy ra cho mợ x1 tổng bằng bao nhiêu, x1 cộng x2 bằng bao nhiêu, x1 nhân x2 bằng bao nhiêu, đúng không? Đây là cái dàn bài cho các con đấy. Ok chưa? Rồi, mợ vừa cho xem á. Được chưa? Rồi, tiếp theo. Bước 4. Đố các con biết bước 4 chúng ta làm gì? Cần cù bù siêng năng. Đố các con biết là bước 4 chúng ta làm gì? Bước 4. À, phân tích hệ thức. Phân tích hệ thức thành biểu thức có chứa x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Không thể nào phủ nhận là cái này mợ đã dạy cho các con rồi đúng không? Mợ cho ví dụ nhá. Ví dụ như là bài này đi. Cái bài này là người ta bắt là x1 và x2 phải thỏa mãn điều kiện của cái hệ thức này. Tức là mợ sẽ chép cái hệ thức đấy vào đây. Chúng ta có, mình sẽ phân tích cái hệ thức.
x1 bình phương x2 cộng với x2 x1 x2 bình phương x1 bằng 2020. Được chưa? Bây giờ mình sẽ phân tích cái hệ thức này làm sao chứa x1 cộng x2 và x1 nhân x2. Thì các con sẽ làm như sau, tương đương này. Thấy là cả hai này đều chứa x1 x2 không? Vì vậy chúng ta đặt nó ra ngoài nhá. Đấy, bên trong của anh này sẽ còn là x1. Bên trong của anh này sẽ còn x2. Đấy, và bằng 2020. Vì vậy nên là mẹ đã tách nó thành x1 nhân x2 và x1 cộng x2 rồi. Được chưa? Đó. Các bạn ok chưa? Sau đó thì mình sẽ thay vào. Sau bước này thì mình sẽ thay x1 thay tổng hiệu vào đấy, thay x1 cộng x2 bằng bao nhiêu đấy? Chấm phẩy x1 nhân x2 bằng bao nhiêu đấy vào phương trình này để tìm mực m, sau đó tìm m. Ok chưa? Đấy, đứa nào mà chưa biết làm bài này, chưa biết làm bài này thì chụp ngay màn hình lại, không là ngày mai mợ xóa đấy. Chưa? Chưa biết làm bài này thì chụp ngay màn hình lại. Ui cái này quan trọng vô cùng. Quan trọng vô cùng luôn, đúng không? Bao nhiêu bài trên lớp còn chưa làm xong. Nguyễn Đức Cảnh, thay số khi tính vĩ vào, chính xác, đúng rồi. Chào Minh Thư. Đấy. Nhanh tay chụp ngay màn hình lại, không là mợ xóa đi thì toang. Chưa? Nếu mà Anna Nguyễn con hiểu sương sương, yêu thế. Nếu mà các con hiểu rồi thì nhớ share về tường nhá, không là bị xóa mất cái phần này thì lại buồn. Franstravia Sát, đúng là con trai của ta. Rồi, đúng rồi. Chỗ này thì x1 cộng x2 bằng trừ b trên a. Và x1 nhân x2 bằng c trên a nhỉ? Được chưa? Rồi. Mợ xóa nghe. Rồi mợ nói mợ không xóa mà. Không, ý là mợ sẽ xóa cái phần này đi này, không là không phải là kiểu là ngày mai nó sẽ bị lộn lên lộn xuống ấy, rồi rất nhiều người xem hay là nó sẽ bị đảo vị trí các thứ ấy, thì các con xem lại mất thời gian. Vì vậy nên là cứ chụp lại màn hình đi cho chắc, chưa? Cứ chụp đi màn hình này đi cho chắc. Đó, cố gắng đi nha, cố gắng nốt bài hình đi rồi chúng ta cùng nghỉ nhá. Cố gắng gắng nốt bài hình rồi cùng nghỉ. Con chép vô rồi, ok Trang Nhung. Đấy, rồi cứ chụp màn hình đi cho chắc, không ngày mai lại mất thời gian xem lại thì lại toang, đúng không? Rồi, dựa vào dàn ý này để chúng ta làm bài này nhá. Như sau. Bước 1 chúng ta xét phương trình hoành độ. Bước 1 này. Đấy. Đấy. Xét phương trình hoành độ. Hoành độ. Giao điểm. Của P và D. Có này. Đấy, mình có gì? À, mình nhớ che cái thằng y này đi á, mình chỉ lấy mỗi anh x thôi, mình sẽ có x bình bằng này. Che y đi, chúng ta chỉ lấy x thôi, là bằng 2 trừ đi mx. Đấy, bằng 2 trừ đi mx. À, được chưa? Rồi. Tiếp theo. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển nó thành một phương trình bậc 2, chuyển về đi. X bình phương này. Mx mà chuyển sang đây thì chúng ta sẽ thành cộng mx. 2 chuyển sang vế kia thì sẽ thành trừ 2 bằng 0. Ok không? Rồi đánh dấu cho mợ phương trình này, phương trình 1 nhá. Đấy. Bây giờ đến bước tính delta, đúng không? Tính delta thì trước khi tính delta thì mình sẽ tìm cho mợ hệ số AB là bao nhiêu đã. A bằng bao nhiêu? A bằng 1 này. B bằng bao nhiêu? B bằng m này. C bằng bao nhiêu? C bằng trừ 2 này. Thấy chưa? Rồi. Sau khi mà mình tính được A, B, C rồi thì chúng ta sẽ đi xét delta nhá. Xét delta, delta thì bằng B bình trừ 4AC. Được chưa? Mình xét delta bằng B bình trừ 4AC nhá. Thì mình sẽ có là thay B bình vào đây, B bằng M thì B bình sẽ bằng M bình phương trừ đi 4 này. A của mình bằng 1 thì nhân với 1 này. C thì bằng trừ 2 thì nhân với trừ 2 này. Ok không? Được chưa? Đấy. Như vậy thì mình sẽ có là M bình cộng với 8. Được chưa? Các con để ý này. M bình của mình lớn hơn hoặc bằng 0.
mà lại cộng với 8 nữa thì cái này càng lớn hơn không đúng không? Chắc chắn là lớn hơn không với mọi m rồi. Được chưa? Rồi, ok. Vì vậy nên là chúng ta suy ra luôn. Suy ra đấy, phương trình 1 của mình, thấy không? Phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt. Cứ Được chưa? Có hai nghiệm phân biệt. Rồi. Đấy. Rồi các con làm tiếp cho mợ nhá. Thế nó nhỏ thôi. Con đã cơm lên vào đây là anh còn nói đéo này. Ok chưa? Phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt thì sao? Vẽ bằng tay. Thấy chưa? Ok, phương trình 1 có hai nghiệm phân biệt thì suy ra được là đường thẳng P với lại đường thẳng D sẽ cắt nhau tại hai điểm phân biệt, được chưa? Suy ra mình suy ra cái gì? Suy ra D luôn cắt P. Luôn cắt P tại hai điểm phân biệt. Xong, như vậy là mình đã kết thúc câu A. Đúng không? Được chưa? Như vậy là mình đã kết thúc được câu A. Bây giờ đến câu B. Bây giờ mình đến câu B nhá. Bây giờ mình đến câu B. Câu B nhỏ. Chưa? Mình đến câu B nhỏ. Bây giờ mình đến câu B nhỏ nhá. Câu B mình có là gì? Câu B mình sẽ xét gì trước nhỉ? Áp dụng VS đi. Mình sẽ áp dụng VS để làm cái phương trình 1 này. Được chưa? Áp dụng VS. Thì mình sẽ có x1 cộng x2 bằng trừ c trên a, được chưa? Đấy. Chưa? Là bằng bao nhiêu nhỉ? Trừ b trên a, mọi nhầm đấy. Trừ b trên a. B của mình là bằng gì? B của mình là bằng m này. Đấy, như vậy là trừ m này. Trên a là trên 1. Được chưa? Rồi, như vậy là x1 cộng x2 sẽ bằng trừ m. Ok. X1 nhân x2 là bằng c trên a. Là bằng trừ 2 trên 1. Là bằng trừ 2. Ok chưa? Rồi. Ok. Bây giờ mình sẽ thay vào phương... bây giờ mình... đâu, đến bước tiếp theo. Bước tiếp theo của mình là phân tích hệ thức thành x1 cộng x2. X1 nhân x2. Ok không? Chưa? Như vậy là mình sẽ có là gì? Xét phương trình này. Chắc là mình hết câu này là mình nghỉ thôi. Bởi vì mình cũng hơi đuối sức. Ok, cố gắng nha. Nốt câu này nha. Mình sẽ có phương trình là gì? Phân tích phương trình này nhá. Mình có x1 bình phương x2 này. Cộng với x2 bình phương x1. Bằng 2020. Ok chưa? Rồi. Tiếp theo là mình có gì? Mình phân tích nó ra. Tương đương này. Đấy, giống như mợ phân tích vừa rồi. Đúng không? Giống như mợ phân tích vừa rồi. Đây. Là mình sẽ đặt x1, x2 ra bên ngoài. Bên trong mình sẽ còn x1 cộng x2 là bằng 2020. Đấy, bây giờ đến bước là mình sẽ thay này. Các con để ý này. Đến bước mình sẽ thay hai anh này vào. Thay hai anh này vào mình sẽ có là như sau. Thay này. X1 cộng x2 bằng trừ m chấm phẩy x1 nhân x2 bằng trừ 2 vào vào sao này đi. Vào sao thì ta có gì nào? X1 nhân x2 thì bằng trừ 2, mình viết vào đây đấy. X1 cộng x2 thì bằng trừ m, chúng ta viết vào đây bằng 2020, tương đương này đấy. Chúng ta sẽ có trừ 2 nhân trừ m thì bằng 2m, bằng 2020 đấy.
Vậy tương đương với là m của mình sẽ bằng 1010. Đúng không? Rồi, số đẹp quá. Số này đẹp quá luôn. Ok, như vậy là kết thúc bài số 3 chúng ta kết luận. Vậy m bằng 1010 và các con ghi cho mượn cái câu tiếp theo đó là m bằng 1010 thì B cắt P tại hai điểm phân biệt có hoành độ x1 cộng x2 thỏa mãn cái này. Ok không? Rồi. Cho con xem bài cuối được không? Đây con ơi. Như vậy là còn bài 4, bài 5 thì mợ sẽ gửi video giải chi tiết cho các con nhá. Chắc là mợ sẽ đăng trên Facebook vào cuối tuần. Ok không? Rồi, như vậy thì chúng ta đã kết thúc bài livestream ngày hôm nay. Đâu mặt mặt mình đâu rồi? À đây rồi, mặt mợ đây rồi. Hello. Thôi, như vậy là xin chào và hẹn gặp lại các con vào buổi sau nhé. Bye bye. Bye bye. Cho to mặt lên một chút. Bye bye.